Thực sự trong 47 năm thì Vinamilk thay đổi rất nhiều lần và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Còn cái rủi ro thì là nó làm cái gì nó cũng có rủi ro. Vấn đề là mình phòng ngừa rủi ro. Thì chúng tôi nghĩ là đối với người tiêu dùng quan trọng nhất vẫn là chất lượng, giá cả và dịch vụ. Cái đó là quan trọng nhất. Bao bì mình có thể xấu với người này nhưng lại đẹp với người kia. Khi mà thay đổi bao bì thì đó, lần này chúng tôi làm rất là bài bản, là kết hợp giữa cái truyền thống của Việt Nam cộng với cái hiện đại của thế giới, và có một được cái sự giúp sức của đội ngũ gọi là top đầu của thế giới mà họ đã thành công. Thì những cái màu sắc đó là chúng tôi đặc biệt là quan tâm, là sao? Là khi mà mình đến người tiêu dùng, đến các cửa hàng, đến các hiệu tạp hóa thì trưng bày làm sao tạo được sự khác biệt. Chứ còn nếu mà màu xanh, màu trắng nó cũng cả hàng chục năm nay rồi, nếu các bạn để ý mà trưng bày trong siêu thị cũng xanh xanh trắng trắng, thì cái đó nó cũng đúng từng thời điểm. Có thể từ thời điểm đó thì đa sắc đơn màu nó hợp. Nhưng nếu mà chúng tôi làm cái này với lần này là với các tập đoàn đa quốc gia, thì xu hướng của người ta bây giờ cả thời trang cũng là đa sắc, chứ không phải tông xịt tông nữa. Nó nói lên những cái đó và nó phải áp dụng và suy nghĩ cái tâm lý của người tiêu dùng thời hiện nay và tương lai nó như thế nào, và mình thay đổi nó cũng phải có khoa học, chứ không phải chúng tôi nghĩ là nhiều màu là tốt, không phải, mà nó phải theo xu hướng của thế giới, và bản thân là người Việt Nam cũng theo xu hướng của thế giới, và đặc biệt là quan trọng nhất là tạo sự khác biệt. Sẽ có người chê nhưng mà cái đó là chuyện rất là bình thường. Bản thân mình là cái người đứng đầu của công ty mà mình thấy hứng khởi, thấy có năng lượng, thì tôi nghĩ là cán bộ công nhân viên của chúng tôi cũng thế thôi. Cái thay đổi định vị thương hiệu lần này là chỉ là một cái mắt xích rất nhỏ trong cả cái chuỗi mắt xích là cái định vị thương hiệu và chiến lược phát triển của Vinamilk 5 năm tới. Đó là chuyển đổi số của tất cả các lĩnh vực. Thì Vinamilk từ khi mới 1 tuổi cho tới bây giờ 47 tuổi vẫn phải nhanh, vẫn phải rất năng động, vẫn phải hiện đại hóa. Nói chung là cho tới tôi nghĩ tới 100 năm cũng vẫn thế thôi, có nghĩa là vẫn phải rất là nhanh, phải luôn luôn có một cái ý thức và một cái hành động để khắc phục và vượt mọi cái thách thức thì mới tồn tại được.